Hello, xin chào các anh chị em ha. Hôm nay em quay cho các anh chị em tham khảo cái động cơ Komatsu. Đấy. Con này bự trắng thôi nha. Con này Komatsu 4D 105-5 quá nha. Đấy. Máy này quá đẹp quá nha, xuất sắc nha. Cơ giới mà nói gì là quá đỉnh này. Đẹp mê hồn không? Đấy. Này công việc nhiều quá quá vậy mà. Thì quay máy hơi trễ à. Cái bồ này trắng tinh luôn. Đã ghê quá nha. Đấy. Cái dòng cơ giới thường thường nó gì quá chứ em. Nó hay bị gì nè quá chứ em. Tiếc ha, lớp bê trong vòng vàng thật ha, rất đẹp. Mặt nạ thì nó chóc cái sơn quá vậy, nhưng mà chưa tháo mở quá vậy ha, ghim nha, cái dấu ghim nó còn nguyên si hết. Đấy. Đấy. Thế nên mà cam kết nguyên zin quá vậy ha, không có sơn dặm chế cháo tòa lai mới lao nha, đúng ghim luôn ha. À, 4D một tắc lá 5, tất nhiên là một tắc bê tông nên tắc lá 5 ly quá nha. Con này dùng cho xe đào, xe ủi của anh chị em ha. Con này mà có anh chị em đấu xe cổ đất, cổ lúa vậy đó, cũng là chạy ác đạn của ly lắm nha. Cái quạt nó đã ghê không? Đấy. Quạt zin đó quá nha. Chụp bô nè. Còn nước sơn luôn quá nha. Chưa cháy hết. Dưới cổ thì cháy ha, cái này còn nguyên zin. Thôi, đề máy không? Con này đề 24 nha mấy em. Đề 24 nha. Đã ghê quá nha. Đấy. Các anh chị em có sử dụng các anh chị em có cần sử dụng cái động cơ nữa thì mua ủng hộ em ha. Komatsu 4D tắc lá 5-5 ha. Thì 5 là đời cao nhất quá nha. Cái lắp lắp nữa nè. Đẹp mê hồn không? Đấy, chưa đụng chạm quá nha. Đấy. Cái mí sơn của nó là còn y gin ha. Anh ốc trên chống nước sơn ha, cái mí sơn nó là còn y gin ha, chưa tháo mở nha. Đây. Đây, đây quá chị em, cái mí sơn mặt nạ nè còn y gin ha. Đó, mình muốn mở ra là phải chốc sơn nha, mình dày điểm thôi ha. Chân máy nè còn nguyên ken hết, chưa có dặn, chưa có tháo gì hết trơn. Đấy, muốn tháo sửa chữa gì đó cũng phải mở ra hết trơn quá chị em, cho nên là máy này là bao cam kết nguyên zin luôn ha. Quán anh chị em cứ an tâm nha. Đấy. Cái bộ ấm nè. Đẹp mê hồn quá nha. Trắng tinh. Con sò lửa nè. Đã ghê không? Đấy. Nói chung
là con 1 tấc 5 - 5 này cũng ít có mà nha, ít có mà máy đẹp như thế này lắm, ít có máy đẹp mà liền như thế này lắm. Sự mà nói nó sòn sòn thì nhiều quá nha, cỡ này là VIP rồi đó. Thôi một lần nữa em cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha, xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo nha.